Tập 22. Tôi không thể thua cậu được. Ba, Thẩm tổng, làm gì thế? Các người làm gì thế? Các người là ai? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Mau, làm gì thế? Hai người ra ngoài đi. Dân, Khốn kiếp. Cậu đúng là đồ khốn kiếp. Cậu lại dám lấy tính mạng con trai ta ra làm trò đùa sao? Người ta nói nuôi ông tay áo, quả nhiên không sai. Năm đó ta không nên thu nhận hai mẹ con cậu, để cho hai người bước vào cửa nhà họ Thẩm. Chủ tịch, Bà nội, đừng gọi ta là bà nội. Hôm nay vì danh tiếng của Thẩm gia, ta có thể tha cho cậu một con đường sống. Chỉ cần cậu trong thời gian này làm con chó giữ cửa cho tập đoàn Thẩm thị chúng ta. Nếu như cậu còn dám xuất hiện trước mặt ba cậu một lần nữa, thì ta tuyệt đối không tha cho cậu. Xin lỗi. Cháu đang nghĩ. Trước giờ cháu đã không quan tâm tới ba mình lâu quá rồi, cứ mãi không đi thăm ông ấy. Vì vậy trong lòng cháu rất áy náy. Đương nhiên cháu biết bà không thích cháu và mẹ cháu đến gần ba cháu. Vì vậy cháu mới tự mình quyết định, không dám nói cho bà biết. Thật sự rất xin lỗi. Xin lỗi bà. Xin lỗi. Phần chấp niệm này để tôi kết thúc giúp bà. Trong lòng cháu rất rõ, ba cháu vì cứu cháu nên mới trở thành bộ dạng như bây giờ. Trong lòng cháu, trong lòng cháu vô cùng áy náy, cũng rất đau lòng. Cháu vô cùng cảm kích ông ấy. Trước giờ tôi chưa từng kêu ông ta phải cứu tôi. Chưa từng. Khiến bà lo lắng rồi. Xin lỗi. Cháu cũng rất đau lòng. Thật đấy. Xin lỗi. Cậu đi đi. Rời khỏi phòng của ta đi. Ta không muốn nhìn thấy cậu nữa. Chủ tịch, cháu có một chuyện muốn hỏi bà. Cậu muốn hỏi cái gì? Lúc cháu còn nhỏ, Thẩm gia còn có một đứa bé khác. Ông ta nên cứu đứa bé đó.
Đứa bé nào? Xin bà hãy nói cho cháu biết, ngoại trừ cháu ra, còn có đứa bé nào khác cùng tuổi với cháu không? Tập đoàn Thẩm Thị, tôi sẽ tận tay giao cho đứa bé đó. Đứa bé nào? Cháu không biết là trai hay gái, nhưng mà tuổi tác chắc cũng tầm bằng cháu. Nuôi một đứa trẻ như cậu đã đủ hối hận rồi, sao còn có thể có đứa trẻ khác nữa chứ? Đợi đã, sao thế, lại sao nữa? Anh không cho em nhắc tới Thẩm Diệt Trăng trước mặt ba mẹ, tại sao thế? Anh còn không cho em nói Thẩm Diệt Trăng là người tập đoàn Thẩm Thị, tại sao vậy? Chính là gì? Đúng rồi. Tại sao anh lại lắp bắp? Tại sao không nói nên lời? Tại sao ánh mắt anh cứ lờ đờ bất định? Em giục cái gì vậy? Em cứ bô bô như vậy, anh nói không kịp thôi. Không phải vì Thẩm Diệt Trăng là bệnh nhân của em sao? Không phải em nên bảo vệ đời tư của người ta sao? Hơn nữa, nếu như anh nói với ba mẹ, em không phải là ở cùng một lão già có tiền, mà là cùng một tên nhóc trẻ tuổi, thì họ sẽ nghĩ thế nào? Được rồi, đi thôi. Em không sợ muộn thế này mới về em sẽ gặp phải thú dữ gì đó sao? Thú dữ gì chứ? Đi. Đợi đã. Vậy có phải bây giờ chúng ta đang thông đồng làm bậy, đang làm một kiểu giao dịch gì đó không? Vậy được thôi. Vậy bây giờ anh sẽ vào trong nói với ba mẹ. Không cần. Cẩn thận đó. Hân, sao con vẫn chưa đi thế? Ba, sao thế? Lúc mẹ con thái thịt, không cẩn thận đã cắt vào tay rồi. Con phải chăm sóc bà ấy đi. Ba đi lấy thuốc. Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Mẹ à, mẹ không sao chứ? Gì à? Thẩm phó tổng, cậu có chuyện gì vậy? Mẹ cháu có ở nhà không? Cháu muốn gặp bà ấy, có chút chuyện. Thẩm phu nhân không phải hôm nay đã ra nước ngoài rồi sao? Tại sao bà ấy đi nước ngoài vậy? Cậu quên à? Là cậu kêu bà ấy đi mà. Lúc nào? Thì lúc trước cậu ăn cơm đó, cậu kêu bà ấy ra nước ngoài ở một thời gian, nói là sẽ liên lạc với bà ấy sao? Đúng, cháu quên. Cảm ơn dì. Anh à, tới rồi.
Anna tới rồi. Bạch Hân Hân, 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 Bạch Hân Hân. Bạch Hân Hân, Bạch Hân Hân, Bạch Hân Hân, bác Khiêm. Tôi là Thẩm Diệt Trăng. Diệt Trăng, Bạch Hân Hân đâu? Sao cô ấy lại không ở nhà? Chuyện này cậu yên tâm, cô ấy đã gọi điện cho tôi rồi. Cô ấy về nhà một chuyến, đang trên đường về rồi. Cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi tưởng là tôi đã hại Bạch Hân Hân. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Nếu cậu còn dám động tới người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ không khách sáo với cô ta nữa đâu. Nguyễn Nghiên đâu? Nguyễn Nghiên thế nào rồi? Vì vậy, con muốn quỷ hôn có phải không? Con cứ phải quỷ hôn mới được sao? Con vẫn chưa chắc chắn. Anh Đống Kiệt là người có thể cùng con sống cả quãng đời sau này. Trên đời này có được mấy cô gái chắc chắn 100% mới đính hôn chứ? Mẹ, rốt cuộc mẹ đứng về phe ai thế? Đương nhiên là đứng về phe con rồi. Nhưng con cũng không thể tùy hứng như thế này được. Thẩm Diệt Trăng. Ai thế? Nguyễn Nghiên, Nguyễn Nghiên. Không sao, thực ra cháu cũng không có chuyện gì. Vậy thì lần sau cháu gọi lại. Dân, chào dì ạ. Sao rồi? Nói gì rồi? Không nghe điện thoại à? Chắc là thử váy cưới mệt rồi. Con xem nói con cái gì? Có mệt có bận cũng phải tranh thủ dành ra một tiếng đồng hồ. Chính vì không nghe lời mẹ, vào lúc này người quan trọng nhất lại không ở bên cạnh. Một mình mặc váy cưới trơ trơ đứng ở đó một mình, đáng thương biết mấy. Có phải chứng buồn bã trước hôn nhân không? Cho dù thế nào con cũng phải nghĩ cách bù đắp lại. Sao cứ hỏi em sống có ổn không vậy? Em không sao, rất khỏe. Không sao là tốt rồi. Em bình an là được rồi. Tại sao cứ gọi điện thoại cho em? Sao? Lại muốn bí mật hẹn hò với em sao? Chỉ có hai người, giống như hoa quỳnh nở lúc đêm muộn gì gì đó. Là ý này sao? Là lại muốn nói chuyện này sao?
Xin lỗi Quyển Nhiên, những lời mà anh từng nói với em trước đây tất cả đều không phải thật lòng. Mong em tuyệt đối đừng để trong lòng. Em cứ coi như bị chó dại cắn một miếng, hãy quên hết đi nhé. Thẩm Diệt Trân, trong mắt anh em buồn cười đến vậy sao? Anh chỉ có thể giải thích với em đến đây thôi. Quyển Nghiên, xin lỗi, tội mà anh đã phạm phải với em anh sẽ chuộc cả đời. Alo, alo. Diệt Trăng, uống đi. Tách trà này có thể khiến cậu bình tâm một chút đó. Đây là lần đầu tiên tôi bị mất ý thức lâu như vậy. Lúc tôi không ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật sự càng ngày càng khó mà đoán định được rồi. Vì vậy cậu phải kiên cường. Nếu không muốn bị ảo tưởng đánh bại ý thức và mất đi người đáng trân trọng, bắt buộc cậu phải khiến bản thân mình trở nên lớn mạnh. Cậu yên tâm, giữa Thôi Hạo Nguyệt và chủ tịch đã xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Đúng rồi, còn một chuyện phải nhờ cậy anh. Cậu nói đi. 21 năm trước, trước khi xảy ra vụ cháy đó, trong nhà Thẩm gia ngoài tôi ra, rốt cuộc còn có đứa trẻ nào sắp xỉ tuổi tôi không? Đứa trẻ sao? Đúng. Anh giúp tôi điều tra. Nếu như có thì là trai hay gái, rốt cuộc có thân phận gì? Mong anh nhất định phải điều tra rõ giúp tôi. Cậu yên tâm. Bà tiểu thư, thương lượng một chuyện nha. Sau này em phải cố gắng tự mình lái xe. Anh trai em lớn vậy rồi, ngày nào cũng phải ấm ức lái xe cho em. Được rồi, được rồi, đừng có nói nữa. Con gái, cô đưa địa chỉ của con cho ba. Ba tạo định vị vệ tinh. Ba đưa con đi. Không được, không được. Tại sao không được? Vừa nãy con nói luyên thuyên thôi. Em gái con, có thể con không tiễn được sao? Đúng vậy đó. Đúng đó, cái đó tên là Trường Giang Quạt Hà. Không phải nói là sắp tới sao? Sao gọi rồi mà vẫn chưa thấy vậy? Để ba gọi cho cậu ta. Không được. Hôm nay sao thế? Cái này không được, cái kia không được. Rốt cuộc là chuyện gì? Hay là thế này đi. Mình à, kêu cậu ta bớt chút thời gian tới đây đi. Thức ăn mà lần trước mang đi, tôi nghĩ chắc cũng ăn hết rồi. Không cần, không cần đâu. Mẹ, con cũng thấy rồi, trong tủ lạnh vẫn chưa hết đâu. Không cẩn thận bị trượt rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Chúng con đi đây, tạm biệt, tạm biệt. Hai đứa trẻ này hôm nay sao thế? Cứ kỳ lạ sao đó. Hai đứa trẻ này hôm nay bị thần kinh rồi. Chúng ta không phải là đám lừa bịp sao? Đều là vì em. Ngày nào cũng phải đồng đảng lừa bịp với em. Chuyện gì đây chứ? Xin lỗi mà. Anh là tốt nhất. Em cũng đâu phải cố ý đâu. Được rồi, được rồi. Hôm nào dẫn cậu ta cùng về đi. Một mình em, vừa làm bạn vừa làm người thân cậu ta, không cảm thấy mệt mỏi sao? Con gái là bác sĩ khoa tâm thần,
Ba mẹ lại không phải là người không hiểu biết. Nếu như em cảm thấy mệt mỏi thì dẫn cậu ta về cùng. Mọi người sẽ làm bạn và làm người thân với cậu ta. Hướng Vinh à. Được rồi, được rồi. Đến đây thôi, đến đây thôi. Nhưng nói ra thì nhân cách đó là ai vậy? Chính là cái tên có ánh mắt hoàn toàn không giống với Thẩm Diệt Trăng. Ai chứ? Thôi Hậu Nguyệt. Thôi Hậu Nguyệt. Cảm thấy cậu ta có vẻ nguy hiểm. Không phải vậy đâu. Bề ngoài anh ấy trông có vẻ là vậy, nhưng mà nội tâm lại vô cùng đơn thuần. Còn có lúc có vẻ đáng yêu nữa. Nhưng mà có một nhân cách khác, anh phải cẩn thận đó. Anh hả? Nói anh sao? Anh đâu có sống cùng cậu ta, có gì mà phải cẩn thận? Lại còn có nhân cách nguy hiểm hơn cả Thôi Hậu Nguyệt à? Chàng trai này rõ ràng đẹp vô đối. Anh ấy là anh trai của cô sao? Làm gì? Làm sao mà nhăn nhó vậy? Tóm lại Hướng Vinh à, còn có một nhân cách. Em mặc niệm trước cho anh đã. Cầu nguyện cho anh đã là được rồi. Ai thế? Nói gì mà đáng sợ vậy? Hướng Vinh à, Hướng Vinh à, đồ thần kinh. Thật sự không sao chứ? Không sao. Chút nữa tôi tắm nước nóng, nghỉ ngơi một lát là đỡ thôi. Xem ra tốc độ Bạch Hân Hân quay về vẫn hơi chậm. Thôi, tôi giao cậu lại cho cô ấy. Tôi đi trước đây. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nguyễn Nghiên, em thật sự sắp điên rồi. Dừng xe. Sao lại hoảng hốt lên vậy? Tên điên Thôi Hậu Nguyệt đó thật sự không chịu nghe lời gì cả. Đó chẳng phải là cảnh yêu lãng mạn sao? Sao lại nói là cảnh ẩu đả gì chứ? Bây giờ em phải diễn cảnh ẩu đả đi. Đừng có kích động đó, Thẩm Diệt Trăng. Rốt cuộc anh đang làm gì thế hả? Có biết bản thân mình đang làm gì không hả? Việc anh đang làm là gì con người làm hả? Dù anh có giận tôi thế nào thì cũng không thể ra tay với một cô gái đính hôn chứ. Đây là chuyện con người có thể làm ra sao? Tôi tổng giám thật sự xin lỗi. Có lẽ sau khi cãi nhau với tôi, anh ấy đã quá tức giận đến mức điên rồi, nên anh ấy mới lấy danh nghĩa bạn trai cũ. Thật sự không nói ra nổi nữa. Không sao, anh trở về tôi sẽ xử lý anh. Tôi nói cho anh biết, anh cứ đợi tôi xử lý anh đi. Tôi tổng giám, cô cứ khinh thường anh ấy rồi về đi. Hai lại, ba lại, được không? Chúng tôi xin phép tạm biệt. Bạch Hân Hân, về ngay. Đi thôi. Cô nghe tôi nói, xem tôi xử lý anh thế nào. Nhanh lên. Đó chẳng phải vẫn là cảnh tình yêu lãng mạn sao? Bạch Hân Hân, Bạch Hân Hân, cô nghe tôi nói trước đã. Thôi Hậu Nguyệt, anh có thôi không hả? Điều kiện thứ ba trong hiệp định, không được hủy hoại danh tiếng của Thẩm Diệt Trăng. Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Sau khi gây ra quả, anh có thể chịu trách nhiệm được không? Thẩm Diệt Trăng phải thu dọn tàn cuộc cho anh đó. Nếu anh còn như thế này, tôi sẽ trừ của anh mất 10 phút, anh nghe rõ chưa? Còn cười. Mấy ngày nay anh có phải đóng giả Thẩm Diệt Trăng đến mức nghiện rồi không? Anh biết không? Kỹ thuật diễn của anh rõ ràng có thể lấy được Oscar rồi đó. Đúng, chính là cái biểu hiện này của anh. Cái vẻ mặt này của anh rõ ràng giống hệt Thẩm Diệt Trăng. Anh rõ ràng là Thẩm Diệt Trăng. Người thật giống Thẩm Diệt Trăng, vừa không giống Thẩm Diệt Trăng, vừa giống Thẩm Diệt Trăng. Tôi chính là Thẩm Diệt Trăng.
Tôi trở lại rồi. Sao thế? Tôi trở lại rồi. Hình như cô có vẻ tiếc nuối. Anh thật đáng ghét. Sao bây giờ anh mới trở về? Đợi anh lâu quá. Cuối cùng anh cũng trở về rồi. Tôi tưởng là anh không quay về nữa cơ. Anh có biết không? Anh đi rồi dọa tôi chết đó. Tôi tưởng là anh sẽ không trở về nữa, anh biết không? Tôi buồn lắm. Thôi Hạo Nguyệt, anh ấy cứ uy hiếp tôi. Anh ấy cứ nói sẽ khiến anh biến mất. Tôi lo lắng cho anh lắm, biết không? Tôi sợ lắm. Tôi sợ vì tôi nên anh mới biến mất. Tôi sợ sau này anh sẽ không còn tồn tại nữa, anh biết không? Anh còn chạy trong giấc mơ của tôi rồi nói lời từ biệt, dọa tôi sắp chết rồi. Tôi quay về rồi. Sẽ không. Không tới muộn đâu. Nếu như anh là Thẩm Diệt Trăng mà Thôi Hậu Nguyệt đóng giả thì anh chết chắc đó. Phiền chết đi được. Trước đây căn cứ khoảng 2 điều 4 mà Thẩm Diệt Trăng thích nhất trong hợp đồng, 2 ngày đã qua này, tất cả những chuyện mà nhân cách Thôi Hậu Nguyệt gây ra tôi đã trần thuật hết, không giấu giếm gì rồi. Uống sữa chua đi, sau đó đặt câu hỏi đi. Tô Uyển Nghiên và Thôi Hậu Nguyệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vậy thì có thể chỉ dựa vào trí tưởng tượng thôi. Trí tưởng tượng. Vậy kết quả của tưởng tượng thì sao? Không có kết quả. Chắc là không xảy ra chuyện gì đặc biệt đâu. Bởi vì Thôi Hậu Nguyệt đã từng nói, lấy sự tín nhiệm của tôi đối với anh ấy mà tưởng tượng. Tín nhiệm của cô đối với cậu ta. Anh đang ghen đó hả? Còn bắt đầu học được cách phủ nhận rồi. Sao? Mẹ tôi sinh tôi ra có bê lực đến vậy chứ? Khiến trái tim người ta mệt mỏi ghê đó. Không vấn đề gì thì chúng ta đi làm thôi. Còn một câu nữa. Có một thứ bắt đầu từ hôm qua tôi thấy rất kỳ lạ. Thứ gì? Đây rốt cuộc là ai? Cái này. Cái này á. Đây là cái gì? Tôi thấy cô có vẻ rất khó lựa chọn. Vì vậy đã đặc biệt chuẩn bị cho cô. Nếu như cô đã không có cách nào thể hiện, vậy thì chúng ta hãy để ông trời quyết định đi. Vậy kết quả thì sao? Trúng rồi. Kim thực sự đã chỉ ngay đó rồi.
Tôi có thể đi mua vé số rồi. Tuyệt quá, tuyệt quá đi. Vậy thôi Hậu Nguyệt, cũng quá xấu xa rồi. In hình lớn vậy, còn tôi chỉ có một chút thế này. Hơn nữa cậu ta sao có thể chu qua như thế được? Sao của tôi lại khó coi thế này chứ? Là cô đưa cho cậu ta sao? Không phải. Được, không nói chuyện này nữa. Nhưng mà cũng may, ông trời có mắt. Đúng vậy. Tôi có thể mua vé số rồi. Cái bàn quay này chắc chắn có vấn đề không? Nhất định là cô đã dùng sức quá nhiều. Vừa nãy không phải anh đã nói đây là ý trời sao? Không tính. 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 Được rồi, được rồi. Không tính, không tính. Anh quay về đây chúng ta nói chuyện. Quang. Cái gì? Cô như vậy là đã làm trái ý trời đó. Không ngờ cô lại là người có ý chí không kiên định gì cả. Không phải, không phải đâu. Tôi làm vậy là vừa đấm vừa xoa. Đấm anh một cái, rồi lại xoa dịu anh một cái. Thế cô xoa dịu cậu ta bằng cái gì? Không phải chứ. Một người vô thiên vô pháp như thôi Hậu Nguyệt lại bị cô dạy dỗ được rồi. Trong cái rủi có cái may. Thôi Hậu Nguyệt đã đóng giả Thẩm Diệt Trăng rất thành công, đã giữ an toàn cho cuộc sống của anh ở công ty. Vì vậy anh cũng phải cố gắng hơn một chút mới được. Tôi cố gắng cái gì? Chuẩn bị xong chưa? Không phải anh định mặc như thế này đi làm đó chứ? Không được sao? Không phải là không được, chỉ là hơi. Đi thôi. Đợi một lát. Mấy ngày nay hình tượng đã thay đổi lớn như vậy, rất dễ bị người khác nghi ngờ. Hay là chúng ta hãy dần dần thu nhỏ lại quá trình thay đổi đi, được không? Chắc không phải cô nghĩ bảo tôi bắt trước thôi Hậu Nguyệt chứ? Không phải, không phải. Không phải anh bắt trước thôi Hậu Nguyệt, chỉ là bảo anh vừa duy trì mê lực của Thẩm Diệt Trăng, đồng thời thêm vào một chút mê lực của thôi Hậu Nguyệt. Chỉ một chút thôi là đủ rồi. Rất đẹp. Bên này vuốt lên một chút. Một chút thôi. Cô làm gì thế? Không cần vuốt toàn bộ lên đâu. Chỉ một chút thôi được không? Bạch Hân Hân, tôi không phải cái tên thôi Hậu Nguyệt đó đâu. Được rồi, được rồi. Không vuốt, không vuốt. Tóm lại hôm nay trời cũng lạnh, buông xuống cũng ấm. Đi thôi. Vuốt lên là Hậu Nguyệt, để xuống là Diệt Trần. Vuốt lên là Hậu Nguyệt. Gì vậy chứ? Thẩm tổng đẹp trai quá. Cô coi kìa, thật quá ngầu. Cô xem ăn mặc đẹp quá, đẹp trai quá. Sao họ lại cứ theo tôi thế? Thôi Hậu Nguyệt lại gây ra quả gì rồi hả? Anh thử mỉm cười xem, rồi vẫy tay với họ. Cái gì? Thử đi. Cũng có thể anh sẽ mở ra một thế giới mới. Quá ngầu. Thẩm tổng, thẩm tổng. Chuyện gì thế? Sao bọn họ lại kích động như vậy? Bởi vì mê lực vô hạn của anh đó. Chỉ là bản thân anh không biết mà thôi. Thôi Hậu Nguyệt biết thể hiện hơn anh nhiều. Tôi sắp bị tan chảy rồi. Thẩm tổng, đi theo đi. Chào Thẩm Phó Tổng.
Chào thư ký Bạch. Hôm nay thẩm phó tổng từ đầu tới chân rất khác với mọi người. Xem ra cách nghĩ của người theo kịp thời thượng đều giống nhau. Tôi cũng không thích cái kiểu phong cách trước đây. Rất đẹp. Tôi học được rồi. Nhìn thấy chưa hả? Anh rất cuốn hút, nhất định phải tự tin vào. Xin chào. Chào thẩm tổng. Thẩm tổng phó. Thẩm phó tổng. Thẩm phó tổng. Thẩm phó tổng. Cậu ta là trưởng nhóm quý dịch của Magic Fu. Một tiểu thịt tươi vô cùng tệ. Thôi hậu quyệt, chưa được sự đồng ý của tổng giám đốc đã ký hợp đồng giao vai năm chính bộ phim điện ảnh cho cậu ta rồi. Thẩm phó tổng, tôi có mấy câu muốn nói với anh. Anh là người đầu tiên khích lệ tôi diễn. Hôm đó tôi thực sự rất cảm động. Vì vậy tôi nhất định phải thật cố gắng. Bây giờ tôi đã bắt đầu cảm nhận cuộc sống rồi. Anh xem, hôm nay tôi chính là một chú sóc nhỏ. Sóc nhỏ ngầu. Ngầu, ngầu. Vì vậy, có thể nói với tôi một lần nữa không? Làm gì vậy? Được. Như vậy không hay lắm. Tất cả mọi người đang làm việc. Có gì mà không hay chứ? Anh nói lại lần nữa thôi mà. Anh làm thêm một lần nữa đi. Một lần thôi. Được. Rất tốt. Không đúng. Không đúng. Tiếng của anh to lên chút đi. Anh làm giống như hôm đó đi. Thẩm phó tổng, anh nói lại lần nữa thôi. Chỉ một lần thôi mà. Được rồi. Được. Được. Hơi thiếu dưỡng khí. Anh thật là tuyệt. Được rồi, được rồi. Hay cho một thẩm phó tổng. Càng ngày càng không có ai ra gì rồi. Gọi thư ký Bạch sang đây. Chính là người của thẩm phó tổng. Đúng. Gọi cô ta lập tức sang đây. Dừng. Thẩm tổng, anh tìm tôi. Thẩm phó tổng và các cô gần đây khỏe hơn chưa? Cảm ơn thẩm tổng quan tâm. Anh ấy đã khỏe hơn nhiều rồi. Hôm nay đã tới công ty rồi. Y thuật của thư ký Bạch quả nhiên không tồi. Chả trách ngày nào cũng ở bên cạnh thẩm phó tổng. Thẩm tổng, anh tìm tôi có gì dặn dò không? Coi như tôi đã biết tại sao thẩm phó tổng lại giữ cô bên cạnh rồi. Thẩm tổng, vấn đề đời tư không nên bàn luận ở đây không hay đâu. Cô nhìn thử cái này đi. Ký hợp đồng với quý dịch như thế này, cô biết sẽ đem tới bao nhiêu phiền phức cho công ty không? Thẩm phó tổng tự ý quyết định, rõ ràng không coi quy định của công ty ra gì hết. Nhưng những người bên cạnh thẩm phó tổng không thể đưa ra ý kiến và kiến giải chính xác để nhận định những quyết định quan trọng của công ty mà cậu ta đã thay đổi. Tôi xin lỗi, các người làm việc kiểu gì vậy? Thẩm tổng, xin lỗi.
Chúng tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Mong rằng như vậy. Thư ký Bạch ngồi xuống nói chuyện đi. Cô nên hiểu, tôi không phải nhằm vào cô, cũng không phải nhằm vào thẩm phó tổng. Trên cô có thẩm phó tổng, trên thẩm phó tổng còn có tôi, trên tôi còn có lợi ích của các đại cổ đông. Nếu như giải trí Song Thành của chúng ta không quan tâm tới lợi ích cổ đông, vậy thì đừng nói là thẩm phó tổng của cô. Cho dù giải trí Song Thành của chúng ta có thể duy trì được bao lâu, đều phải đánh dấu chấm hỏi. Tôi hiểu thẩm tổng. Chuyện này đã giao cho thẩm phó tổng giải quyết, nên làm thế nào? Chắc cô cũng rõ rồi. Anh yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực cứu vãn. Bản hợp đồng này nếu như không giải quyết thì sẽ gây ra nhiều phiền phức cho tất cả chúng ta đó. Thư ký Bạch, chắc cô cũng không muốn vậy chứ? Hướng Vinh, Hướng Vinh, Hướng Vinh, Hướng Vinh, Hướng Vinh, nhìn kiểu tóc này, sao ngủ để tóc loạn lên hết vậy? Em chẳng phải là thư ký của Thẩm Diệt Trăng sao? Ngày nào cũng chạy tới chỗ anh làm cái gì? Hướng Vinh, em nhớ là có ai đó đã từng nói, bởi vì cố ý tiếp cận Thẩm Diệt Trăng nên cảm thấy rất xấu hổ. Bây giờ em sẽ cho anh một cơ hội để cứu vãn.